Xin chào tất cả các bác và anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của em Tuấn Audio ngày hôm nay nhá. Thì ngày hôm nay rất là vui khi mà bên cửa hàng em vừa về thêm một lô hàng mic BioVirus mã là A889 Pro. Thì vừa rồi nhà em có về thêm được 50 bộ mic karaoke để có thể là vừa phân phối cho những anh em đại lý trên toàn quốc và bán lẻ ra ngoài thị trường cho những người tiêu dùng cần thiết. Thì bộ mic này nói sơ qua cho tất cả các bác và anh chị em biết là một bộ mic thuộc công ty BioVirus sản xuất năm 2023 các bác nhé. Sản xuất năm 2023. Và cái thương hiệu BioVirus này thì nó là thương hiệu của Trung Quốc, được công ty đóng gói và sản xuất ở Trung Quốc. Thế nên là anh em biết rõ nguồn gốc và xuất xứ của bộ mic này rồi, không còn xa lạ gì, lạ lẫm gì phải không ạ? Thương hiệu BioVirus thì cũng khá là nổi tiếng với anh em yêu thích âm thanh trên thị trường hiện nay, với những cái tính năng là tiếng mic hay này, độ bắt xa này, độ nhạy tốt này, và cái vẻ đẹp thiết kế thì cũng cực kỳ là tốt. Tiếp theo nữa là có cảm biến gia tốc tự ngắt các bác nhá. Những dòng mic cao cấp thì thường thường sẽ có những cái cảm biến gia tốc sau số tự ngắt cho tất cả anh em khi mà mua những bộ mic của BioVirus. Rất là nhiều những cái thương hiệu trên thị trường muốn làm theo cái công nghệ của BioVirus, thích lắm nhưng mà vẫn chưa thể đạt được so với những bộ mic karaoke nha các bác nhá. Đây là một trong những bộ mic được công ty sản xuất năm 2023, vẫn còn tem này, các bác có thể nhìn thấy tem này. Em sẽ quay gần hơn cho tất cả các bác cùng xem tem được sản xuất năm 2023 nha các bác nhá. Hàng cực kỳ là tốt, cực kỳ là chất lượng, sản xuất đầu năm 2023. Và đầu năm thì bên cửa hàng em có lấy về 100 bộ và cũng đã hết rồi. Thì ngày hôm nay bên cửa hàng em lại lấy về thêm 50 bộ nữa để có thể là đáp ứng đầy đủ hết được nhu cầu của anh em. Và tiếp theo, cái ưu điểm của bộ mic này là giá thành lại cực kỳ là rẻ, cực kỳ là hợp lý với tất cả các bác và anh chị em nhé. Giá bên cửa hàng em Tuấn Audio đang bán với cái giá chỉ có 1.800.000 thôi. Các bác có thể sở hữu được một bộ mic karaoke BioVirus A889 Pro. Hàng cực kỳ là tốt, cực kỳ là chất lượng, với một cái vẻ đẹp là màu đen huyền bí này, pha thêm một màu vàng bởi những cái màn hình hiển thị và tên thương hiệu của công ty Bayer, rất là tốt cho những anh em nào mà đi làm sự kiện hoặc là đi hát karaoke ở gia đình thì rất là phù hợp nhá. Tiếng cực kỳ là hay, độ nhạy thì bắt xa. 6 7 1 2 6 7. Cái dòng mic này thì anh em có thể là về nhà hát karaoke thì cũng cực kỳ là thoải mái, cực kỳ là tiện lợi. Giá nó chỉ có 1.800.000 thôi, nên anh em hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của bên cửa hàng em Tuấn Audio nhá. Mic sản xuất tại Trung Quốc, thương hiệu BioVirus, mã là A889 Pro, giá thành chỉ có 1.800.000, cực kỳ là rẻ đúng không ạ? Tính năng cũng như công dụng là dành hát karaoke, tiếng hay, tiếng mềm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng chứ ạ. Vẻ đẹp cực kỳ là tốt, mặt trước rất là đẹp các bác nhé, mặt sau thì cũng như các bộ mic khác cũng khá là đẹp. Ngay sau đây em sẽ hát một đoạn karaoke thử với tiếng mic cho tất cả các bác và anh chị em cùng nghe tại vì sao mà nó lại bán chạy đến như vậy. Em chỉ hát một đoạn để có thể các bác có thể cảm nhận được tiếng mình như nào, các bác nhận hát một đoạn để các bác có thể cảm nhận được. Bài này em cũng tưởng đâu nhưng mà nghe cái nhạc hay quá. Vườn hoang đẹp đất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa xin, có người con gái xuân vời vời, tóc còn ngăn nắp chưa đầy vui, ngày xưa làm vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đồi hoa xin, tức nhìn xin tim hoang biệt liền, nhớ chồng
Trời ơi, cái tiếng mic này mà bác nào hay hát karaoke ấy, thì thôi em nói thật sự với bác là tiếng cực kỳ là hay. Đấy, em này, em là một người bán những cái đồ điện tử này. Nhưng mà cũng phải công nhận với tất cả các bác là cái sản phẩm mic này nó tiếng nó rất là hay. Các bác mang về hát nhạc trẻ hay là hát nhạc vàng hay là bolero thì nó lại là tuyệt vời quá, trên cả tuyệt vời luôn. Giọng em là giọng trẻ như thế này, nhưng mà khi các bác nghe thông qua bộ mic, thông qua một chiếc vàng hát lên nó có giống ca sĩ không? Tiếng rất là hay phải không bác? Tiếng như hay ca sĩ luôn. Nếu các bác nào mà đang muốn này sở hữu một bộ mic karaoke Beyer Virus, thương hiệu của Beyer này, độ bát xa này, độ nhạy tốt này, tiếng hay này, và đặc biệt là cái giá thành nó chỉ có 1.800.000 và được bảo hành 1 năm các bác nhá. Cái chế độ bảo hành tại cửa hàng em Tuấn Audio là 1 năm cho tất cả các bác và anh chị em. Thế nên là bác nào quan tâm và muốn sở hữu những bộ mic karaoke Beyer thì đừng nên bỏ qua những sản phẩm như thế này nhé các bác nhá. Em cũng xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo lần sau của bên em Tuấn Audio.